Ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố bảo vật quốc gia ba mặt nạ bằng vàng và trưng bày phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu. Người xem khi tới với bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể chiêm ngưỡng ba mặt nạ vàng là bảo vật quốc gia và hàng trăm các cổ vật khai quật ở rồng lớn Long Sơn. Ba mặt nạ được đặt trong tủ kính cường lực ở tầng 3 có camera, cảm biến quan sát, giám sát những bảo vật quốc gia được tìm thấy ở di tích rồng lớn Long Sơn, thành phố Vũng Tàu sau hai đợt khai quật vào năm 2003 và năm 2005. Các nhà khảo cổ còn tìm thấy 2.308 hiện vật bằng các chất liệu gồm đá, thủy tinh, mã não, kim loại màu vàng, niên đại 2.000 năm trong các ngôi mộ táng. Một trong ba mặt nạ dài 4,5cm, rộng 10,9cm là đồ tùy táng làm từ vàng xa khoáng, được chế tác tinh xảo bằng kỹ thuật chạm nổi, gần như là hình đôi mắt mở to, lông mày, sống mũi khá rõ. Mặt nạ được tìm thấy ở ngôi mộ có độ sâu gần 1m. Theo các chuyên gia, ba mặt nạ vàng nguyên vẹn là hiện tượng, là hiện vật vô cùng đặc sắc trong giai đoạn chuyển tiếp từ tiền ốc eo đến văn hóa ốc eo. Chưa có di tích khảo cổ nào ở Việt Nam tìm thấy đồ tùy táng bằng vàng có kích thước lớn, được chế tác cầu kỳ và có giá trị đặc biệt về mặt văn hóa lịch sử như những hiện vật ở rồng lớn Long Sơn.